Cuối tập trước, phôi thai bằng thiên tuyết nữ đã ấp nở xong, Hoắc Vũ Hạo được dẫn vào trong phòng tu luyện. Phôi thai lớn lên như thánh gióng, chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành một bé gái 2-3 tuổi cực kỳ dễ thương. Tuyết nữ hoàn toàn mất đi trí nhớ, không còn biết Hoắc Vũ Hạo là ai nữa. Vì cậu là người đầu tiên xuất hiện nên cô bé lập tức cho rằng cậu chính là cha mình. Thế là nam chính đột nhiên trở thành bố trẻ con. Sự xuất hiện của cô bé làm cho Thái Thản Cự Viên rất thắc mắc, còn tiến lại hỏi thăm nhóc con này là ai. Dáng vẻ của ông ta làm cho cô bé hoảng sợ, như một bản năng phòng thủ, tuyết nữ bạo phát sức mạnh để đe dọa. Hàn khí bạo phát ra xung quanh khiến cửa căn phòng bị đóng băng lại. Tiếc rằng tuyết nữ của ngày hôm nay đã không còn giống như xưa nữa, năng lực chỉ bằng 1/10, chỉ có thể tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ. Thiên Thanh Ngưu Mãng dùng sức mạnh phong tỏa cơn lốc, tránh cho hàn khí làm bị thương các đệ tử. Hoắc Vũ Hạo trấn an cô bé rồi yêu cầu thu hồi lại sức mạnh. Từ đầu đến cuối, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều chưa biết lai lịch của tuyết nữ. Bây giờ được Hoắc Vũ Hạo giới thiệu thì biết được chân tướng. Như đã nhắc đến ở tập trước, trạng thái hiện tại của tuyết nữ là hồn linh, có thể cung cấp hồn hoàn cho Hoắc Vũ Hạo mà không cần phải hiến tế. Điều bất ngờ là số lượng hồn hoàn tặng cho Hoắc Vũ Hạo lại không chỉ có một cái. Vũ hồn thứ hai là băng bích đế hoàng hạt mới chỉ có một cái hồn hoàn màu đỏ. Tuyết nữ lập tức tặng cho cậu một lần 4 cái hồn hoàn màu cam. Có thêm những hồn hoàn này, sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo đã mạnh còn mạnh hơn. Năng lực của cô bé làm cho Thái Thản Cự Viên cũng hâm mộ và thắc mắc. Hoắc Vũ Hạo lập tức muốn ra ngoài đánh vài trận thực chiến kiểm tra sức mạnh. Thái Thản Cự Viên sẽ ra sân làm bia tập đánh cho Hoắc Vũ Hạo. Ông sẽ không sử dụng đến vũ hồn, chỉ sử dụng đến sức mạnh cơ thể. Nếu cậu có thể khiến cho ông lay động thì coi như thắng. Cậu bạo phát toàn bộ sức mạnh từ hồn hoàn rồi lao đến đấm một cái đấm vào đúng bộ hạ của Thái Thản Cự Viên. Chọn chỗ khác không chọn, lại cứ chọn vị trí hiểm. Tiếc rằng ý đồ đó đã bị một cỗ sức mạnh ngăn cản lại. Cậu ta lại tấn công đến nhiều vị trí khác. Thái Thản Cự Viên giống như một bàn thạch đứng sừng sững một chỗ không hề nhúc nhích. Dùng chiêu bình thường không có hiệu quả, cậu phải sử dụng đến tuyệt chiêu Quân Lâm Thiên Hạ mà Mục Lão chỉ dạy. Năm đấm mang theo uy lực của rồng, một đấm khổng lồ giáng xuống giữa đầu Thái Thản Cự Viên. Vụ va chạm làm cho Hạo Thiên Tông chấn động như gặp phải một trận động đất. Nếu là người khác cùng cảnh giới thì chắc chắn đã bị đánh cho nát người rồi. Nhưng với ông ta thì đòn công kích này lại chẳng khác nào đang gãi ngứa. Các đệ tử nhanh chóng nhận được tin nhị tông chủ đang so tài nên ồ ạt chạy đến quan chiến. Không chịu bỏ cuộc, Hoắc Vũ Hạo quyết định dùng đến tuyệt chiêu, sức mạnh tinh thần lực xung hợp với sức mạnh bản thể bằng bích đế hoàng hạt. Hai loại sức mạnh đồng loạt giáng xuống ép cho Thái Thản Cự Viên cũng phải gồng mình ngăn cản. Va chạm tạo ra vụ nổ khủng khiếp khiến cho mọi thứ xung quanh bị rung động. Hoắc Vũ Hạo đã dùng ra gần hết những chiêu mạnh nhất của mình rồi. Cậu vừa định nhận thua thì lại nhớ đến tuyết nữ. Cậu sử dụng ra lĩnh vực. Tuyết nữ cũng thi triển lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực giao hòa nhau tạo ra hàn khí lạnh thấu xương, đóng băng mọi thứ xung quanh lại. Với tu vi hiện tại, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể duy trì lĩnh vực trong vài chục mét. Nhưng sau khi kết hợp với hồn kỹ thứ hai của tuyết nữ, thì lĩnh vực đã được mở rộng lên vài phần, có thể bao trùm cả ngọn núi. Cô bé thi triển hồn hoàn đem sức mạnh hội tụ vào tay trái của Hoắc Vũ Hạo, sau đó đứng từ xa tung trưởng. Thái Thản Cự Viên lập tức bị đông cứng. Chưa để cho ông kịp thoát ra ngoài, tuyết nữ lại biến hóa hàn khí thành một bàn tay băng khổng lồ. Bàn tay băng nắm lại, bóp ông ta vào bên trong. Thái Thản Cự Viên gồng mình phá hủy khối băng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chiêu thức của tuyết nữ lại chưa xong. Sức mạnh cuồn cuộn ngưng tụ lại thành một thanh kiếm sắc bén. Hoắc Vũ Hạo xoay vài vòng, chém ra một kích xé vỡ không gian. Một thanh kiếm khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Mũi kiếm sắc bén giáng xuống Thái Thản Cự Viên. Đối mặt với khí thế trẻ trẻ đó, Thái Thản Cự Viên cũng không dám khinh thường. Ông biến trở lại bản thể rồi sử dụng ra tuyệt chiêu, trọng lực nê chiểu. Thanh kiếm sắc bén đâm xuống nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự mạnh mẽ. Tưởng rằng thắng bại đã phần, ai ngờ tuyết nữ lại dùng chân sút vào thanh kiếm để gia tăng sức mạnh. Sáng người cô bé đã nhỏ con rồi, đôi chân còn nhỏ hơn, nhưng mà cú sút lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Đúng là không thể nhìn vào vẻ bề ngoài để nhận định được. Kết quả lần này đã khác, Thái Thản Cự Viên không chống đỡ được nữa. Thanh kiếm đâm vút qua mặt, xé rách một vết lên mặt ông ta. Theo ước định, Thái Thản Cự Viên đã thua cuộc.
Lần này Hoắc Vũ Hạo giành được chiến thắng phần lớn là nhờ vào Tuyết Nữ. Bây giờ cô bé còn nhỏ, chưa phát huy được nhiều năng lực. Hoắc Vũ Hạo được cộng hưởng nên cũng có thể thi triển chiêu thức đó. Cậu cần luyện tập nhiều hơn nữa, cố gắng nắm vững. Cuộc so đấu đã xong, đúng là một trận đại chiến mãn nhãn. Tiếc rằng tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!